tiếp tục chương trình nâng cấp phần mềm cho dòng Vision đó mọi người ha. Thì xe này mình nhận của khách là nâng cấp vệ sinh kim phun bù đốt, vệ sinh nồi, nói chung là vệ sinh tổng thể ha. Thì lúc trước thì mình hay vệ sinh ở trực tiếp ở trên đây, mà vệ sinh mà anh em ghim trực tiếp ở đây á rất là nguy hiểm ha. Ghim ở đây á là mình sơ ý cái nó bung ống dây, cái mấy cái vi sành nào nó hay, cái chùm quy nó hay bị nhảy lửa, nó dễ bị cháy đó. Thì nay mình đã chuyển nó qua là mình vệ sinh ở cái chỗ này nha anh em. Bung cái này ra này đó, thì anh em hãy lưu ý cho cẩn thận ở chỗ đó, tại vì ngay chỗ đó nó rất là dễ bị bung ra nha. Thì đa số thì sau này mình chuyển lại là mình cho nó vệ sinh ở ngay chỗ này nha anh em. Đó là cái này là mình thử thì giờ nó đã ok rồi, thì cũng giống như trong hãng rồi đó. Thì gắn một cái kim phun vào đây và gắn cái này vào đây ha. Đó, cái này mình quấn băng keo, nó không có kỹ, mình thử thì nó đã ok rồi. Để mình quấn băng keo lên cái mình nổ lại cho anh em ha. Bây giờ để mình nâng cấp cái dòng xe này lên cái đã. Đó, thì lúc trước là mình lấy cái dây này mình ghim vào trong đây nè. Đó, ghim vào trong đây. Cái sơ ý á, cái nén nó mạnh quá, chỉnh 3 ký mấy á, nó làm một cái phụt, một cái một phụt xe nha mọi người. Rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm luôn á. Thế là bây giờ là mình làm là mình bây giờ mình làm đa số là mình vệ sinh ở ngay chỗ cũ của em mọi người ơi. Chung thì có nhiều anh em hỏi tại sao mà không mua máy của Trọng Gen. Không phải là không mua, từ từ sẽ mua đó, tại vì nào giờ đã bỏ tiền vô cái máy này rồi thì bây giờ tốn nó cũng vẫn đỡ hơn, vẫn đỡ tốn kém hơn anh em ha. Còn từ từ mình sẽ mua đó. Thì là nè, chưa làm xong mà lại lấy xe về em trai. Trời ơi, coi cái cách này tôi mới nghe lần đầu hả, không nghe mình đò mò chứ. Đò mò hả? Có vụ rồi, có chạy chương trình rồi hả? Người mình tới năm mà cỡ mà 2000 mà gần 3000 á là người mình cũng nâng cấp chương trình luôn đó em. Cũng chi là xe. Người thì cái gì đâu rồi? Đào thảo là coi vụ xe luôn rồi đó. Cái lọc gió của em từ lúc em mua xe đến giờ 5 năm em trả thay luôn, nó bít cứng ngắc luôn, chừng sao không hao xăng em. Nó có kêu không? Kêu chứ. Hồi nó chạy lên đầu đường lấy cái lọc gió, anh hết lọc gió rồi chạy xuống cái anh gắn vô. Trời ơi luôn đi. Làm biến đi quá. Giờ bây giờ mình coi dòng tua trước hả? Nâng luôn. Giờ cứ nâng lên chạy thử thôi. Tôi cứ nâng lên từ nào giờ toàn là lấy 10.500, 10.500 không anh em ơi. Thì giờ cứ nâng lên thử 12.600% nữa rồi có gì hồi nữa mình giảm lại anh em ha. Cứ toàn là 10.500 không à. Giờ tạm thời cứ cho lên thử 12 đi. Coi chạy coi như thế nào. Nó đang mạnh đó mọi người. Móp xong hồi chạy không được là hiểu luôn á. 2017 K44F. Chào mọi người nha. Này thì nó thời gian nó cài đặt nó hơi lâu. Nói gì nói chứ cái map rời nó theo mình nghĩ là nó ok nha mọi người. Tại mình có thể là can thiệp được từng giải vòng đua. Còn cái này thì nó tích hợp cho mình đỡ vất vả thôi. Đó, đỡ vất vả thôi chứ ngồi nhắn enter kịch 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 là xong ha. Nhưng mà nó có cái xác sức là dợt nha anh em. Giật 2-3 chiếc rồi anh em ơi. Rồi bây giờ để cho nó như vậy đi. Thì nay mai mình cũng sẽ đầu tư thêm một vài cái vấn đề này. Vấn đề mà map mới tua mọi người ha. Thì lúc trước thì cũng có mua cấp rời rồi. Thì giờ tới cái này đó, đang phân vân là giữa cái mua token tab và cái máy của Trọng Sen mà nghe giang hồ nói là 8 triệu gì đó, ngon lắm nữa. Mà nay mai mình cũng mua.
bây giờ chưa, tại vì mới sinh con, mới để con em mùa dịch này vất vả mọi người. Mốt là đầu tư cho nó đủ bộ rồi mình chơi sau. Tại vì mình thì không làm xe độ nên cái nhu cầu mà remap đồ này kia mình cũng không có quan trọng lắm. Đó. Cái này nãy mình làm gì là ok nha mọi người. Đó thì anh em cứ lấy cái này anh em làm một cái cọng dây ra như vậy ha, anh em làm một cọng dây như vậy ra. Thay vì là anh em đưa thẳng vào đây. Đúng không ạ? Đưa thẳng vào đây thì anh em nào chưa có bị á thì anh em chưa có sợ. Anh em chạy đi mua đồ làm đồ để cho nó ổn, nó vệ sinh. Cái làm sao ạ? Nó bung cái chỗ này ra ha mọi người ha. Nó bị xì chỗ này ra. Đó, nó sẽ bị xì cái này ra. Chưa xì mà nay mai sẽ xì. Rồi sao ạ? Rồi cái chụp bugi này nó nhảy lửa nha mọi người. Chụp bugi này nó nhảy lửa bốc bốc đây ngay đây, nó búng cái chỗ này ra. À, màu phát một là cháy xe luôn. Là mình bị một con nha, vừa phục mình đã dập kịp nha anh em. Là từ khi đó là mình sợ luôn, mình không bao giờ vệ sinh bùn đốt bằng ngay cái chỗ này nha anh em. Đó, ngay chỗ này. Dây này là dây ống thủy lực nha anh em, mà vẫn bị nha anh em. Đó thì mình đã làm lại ngay cái chỗ này anh em ha. Đó, một cái kim phun gắn ngay chỗ này. Đó. Gắn ngay đây. Đúng không ạ? Thì nó sẽ phun đi trực tiếp vào cái đường này, nó an toàn hơn, lỡ nó có bung chỗ này ra gì đó, bình thường không sao, không bị cháy xe không gì hết. Còn chỗ này thì anh em này chưa bị thì chưa có trải nghiệm được, còn em đã bị rồi ha. Em siết hai cái cáp vô luôn. Đó, siết hai cáp luôn. Thì áp suất xúc thì vệ sinh thì em để có 3 kg mốt thôi, mà không biết lý do làm sao nó lại rịn ra. Đó, nó rịn chỗ này ra, nó bắn xuống chụp bugi ha. Đó là một cái phần lên cái trái râu nha mọi người. Đó, trái râu luôn. Thì giờ mình vệ sinh đa số thì mình để ở đây thôi. Để ở đây thôi. Đó, mình vệ sinh lâu lâu tí xíu nó cũng sạch. Cái này chút nữa mình mở ra, chủ xe ngồi đây hồi nó mình mở ra mình vệ sinh mấy cái nồi. Còn Vision 4041. Còn Vision á thì thường nó hay bị kêu cái này nha anh em, nó bị kêu cái lò xo nó đánh vô cái cục cao su này nè. Nó tè khó chịu lắm nha anh em, nhích ra đầu lên nếu mà anh em nó lạ cái anh em ngồi anh em mới nghe, còn anh em chống đứng xuống không nghe đâu, nó ưa bị tè nhất cái cục cao su ngay chỗ đây. Đó chứ anh em xây qua anh em vệ sinh anh em quét mỡ bò hay gì bên trong cái cao su là hết ha. Nó hay bị tè cái chỗ này nha, khó kiếm lắm. Đó. Giờ mình sợ cái vụ mà ghim ngay chỗ này để vệ sinh bùn đốt, sợ lắm rồi. Đó, nó phượt một lần là cháy hết hàm râu luôn. Còn xe này thì đầu làm rồi mà chưa gáp. Cam cò lột bấy nhì ha, cam cò lột bấy nhì. Cái này cái bánh bơm nhớt là bảo đảm mà 99% là bị bể. Bánh bằng nhựa nó giòn lắm, dễ bị rỉ lắm. Làm cái dòng xe mà FI này mà lúc bơi nhiều lần á, chuyên gia luôn, anh em làm ẩu là cái xe này anh em làm trong vòng vài tháng người ta quay lại cho anh em nữa ha, vài tháng quay lại anh em nữa. Anh em làm như thế nào mà người ta chạy vài tháng mà nếu mà nói anh em mở cái đầu bò ra đó, ở bên trong cái họng nó không có đất, không có cát, nó đỡ dơ là nó đỡ nha. Cái dòng này rất là bị, thứ nhất là cái lọc gió, anh em làm nó đi lâu rồi nó bị hở ha, nó bị giật. Anh em cứ mua cái lọc gió mới anh em thả vô xiết ốc vô, bảo đảm anh em luôn, nếu cái xe đó họ chạy cái vùng đường cát đất đỏ đó là trong vòng 1-2 tháng là cái đó xúc bắp với cái tàu bạc banh nữa. Đó, cái đó là một vấn đề về là lọc gió ha. Vấn đề thứ hai nữa là ở bên cái bơm nhớt cái răng nó bị bể. Sơ ý một cái thôi, gáp vô chạy là giao xe là dính lại tiếp. Nên những dòng xe này mà làm á là em hay mở em kiểm tra cái bánh bơm nhớt lắm. Rất hay kiểm tra bánh bơm nhớt. Chào mọi người nha. Nói chung là có công nghệ thì mình làm thôi anh em ơi. Mình đã bỏ tiền vô rồi thì mình cứ làm thôi. Ai nói gì thì kệ, ngon không ngon thì tính sau nha anh em. Ví dụ móc này giặt thì chơi móc khác. Chơi chừng nào mà nó ngọt thì thôi. Còn không được nữa kiếm mình nút vàng nha. Không ngọt nữa kiếm mình nút. Nút số má thì móc mở tua lắm. Mốt mà có nhịn ăn nhịn uống đầu tư thêm ít máy móc công nghệ anh em ơi. Rồi, xong rồi thì cái này vui thôi nha anh em, cái này là giờ mình chỉ lên 12 năm vui thôi chứ mình không để 12 năm đâu, tại vì nào giờ cứ lấy về toàn là những cái 1234 1234, không à, chưa có chạy cái năm bao giờ, giờ đẩy lên cái năm luôn coi sao nó có rụng nụ không ha. À, có bao giờ khách của mình không có đam mê tốc độ mọi người ơi, lên là chủ yếu họ nhấp lên ra đầu thôi, nhấp ra đầu thôi. Nó lên cái gì nè,
thì không cần chi vất vả anh em ơi, ngày anh em cứ vệ sinh bùn đốt là coi nồi niêu son chảo nâng cấp phần mềm chừng 1-2 xe thôi là cũng có tiền cho con uống sữa rồi. Rồi thì thường thì anh em nâng lên thì nó sẽ để là 767, mình không có để ý là cái số 5, cái dãy thứ 4 ha, không để ý cái từ cái số 4 này, từng map để mốt thì mình để ý thôi, cái map từ 1 cái tới 5 6 gì đó, thử coi cái từ cái giờ đầu số 4 này nó có thay đổi không để mốt mình dễ nhận biết. Rồi vậy là nâng cấp xong cái con xe này lên, giờ đi vệ sinh bùn đốt, vệ sinh nồi, thay lọc gió. Cái chụp bugi này, chụp bugi này rồi thay nha anh trai. Bugi này em đi nó lắc nghe nó nhảy lửa nha. Lắc nó nhảy lửa mốt chạy nó cà tầng đó. Thì bugi thì anh em cứ lấy đo chở khoảng 5 kg là ok ha. Chở 5 kg ok. Thì cái dây này, xe này nó hay bị cọ ở đây. Heo cọ ở đây lúc trước gấp quá cũng đã rút lên cho nó đỡ ở đây rồi. Cái này bị cọ vô đây ha anh em ha, nó dễ bị cọ vô đây lắm á. Đó. Rồi. Thì cũng không có gì ha, quay lên cho anh em xem cho vui, với cho khách hàng họ không biết là nâng cấp như thế nào. Thì thường làm xe thì chào mọi người ha, thường làm xe thì mình hay quay lên đăng lên Facebook, không phải là để khoe khoang gì đâu mọi người ơi. Thì anh em trong nghề anh em biết mà, còn anh em nào mà xem nhiều cái khó thì ẩn bớt đó, mình quay nhất là mình quảng bá cửa hàng, thứ hai là mình khách đâu có ngồi đây đâu, họ muốn coi mình làm gì thì mình quay thôi, thì hay đăng lên vậy thôi. Anh em nào thấy khó chịu hay gì đó thì ẩn bớt hoặc chặn lại luôn, khỏi thấy luôn ha, thông cảm cái chỗ đó. Rồi thì chỉ có vậy thôi, còn cái chỗ này thì cũng không biết anh em gặp chưa, nhưng mà mình gặp rồi nên mình sợ thôi. Lúc trước thì mình vệ sinh, mình đa số mình giật cái chỗ này ra, mình ghim ngồi đây, mình chạy thử xe, mình về mình thấy cái xe nó bốc quả lên nha anh em. Còn mai lúc đó là mình mở hết mấy cái hộc này ra rồi, mình mở hết mấy cái hộc này ra rồi ha, đó mình rửa cho người ta đó, đang rửa máy, nó mở mấy hộp này ra, vừa về tới nhà là nó vừa cái phần lên một cái đó, gần cái phần lên một cái, mai là không bị gì hết, nó chỉ bị quíu nhẹ cái chui thôi đó. Là nay mình sợ rồi, nay mình chê, mình đúc vô ngay bua e giống như là hết nha mọi người, giống như hết mà vô vệ sinh mình đốt mà chọt bua e họ xịt sạc vậy đó. Nhìn cũng bài bản nha anh em. Rồi, chào mọi người ha, thì buổi sáng thì cũng không có gì giờ làm xe này, kiếm em mấy xị thôi anh em ơi, vệ sinh nồi, lọc thay lọc gió, kim phun ra bùn đốt đó, nâng cấp phần mềm thì test thử các map coi như thế nào, coi nó đang chạy 160 giờ chạy, coi nó được 200 không, hay là đang chạy 160 giờ map xong ra chạy 80 là thấy luôn á anh em, thấy luôn á. Rồi thôi mình kết thúc video mọi người ha, để xong hồi đó mình chạy coi, giật quá xuống kiếm nút mình lấy canh đồ gì đó để anh đổ lại ha. Rồi chào mọi người, kết thúc video nha, hẹn em những video sau nha.